Thưa quý vị và các bạn, với ý nghĩa giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố Đà Nẵng đã và đang lan tỏa sâu rộng, qua đó truyền đi thông điệp đầy tính nhân văn, kêu gọi cộng đồng tích cực tham gia hiến máu để thêm nhiều người bệnh có cơ hội được sống. Phóng sự được thực hiện nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6. Với những thành viên các câu lạc bộ máu nóng, máu hiếm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những lần hiến máu đột xuất khi bệnh viện có yêu cầu về cấp cứu, điều trị đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của họ. Âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy ấm áp nhân văn. Bản thân xét thấy là việc hiến máu tình nguyện cũng như công tác kêu gọi giúp đỡ các khó khăn là thật sự cần thiết cho các hộ khó khăn cũng như bệnh nhân đang cần máu. Theo thống kê, năm 2020, toàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 108 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 33.800 người đăng ký tham gia, tiếp nhận được gần 29.000 đơn vị máu, đạt 115% kế hoạch năm. Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều đợt hiến máu tình nguyện tại thành phố phải tạm hoãn. Dù vậy, bằng nhiều hình thức tổ chức linh động và sự lan tỏa của phong trào, nguồn máu dự trữ phục vụ cho yêu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố vẫn luôn được đảm bảo. Cũng chính vì vậy mà trong suốt nhiều năm liền, Đà Nẵng luôn nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ dân số tham gia hiến máu nhân đạo. Tính đến nay thì tôi để hiến máu là được tròn 10 năm. Thì lần gần nhất thì là lần thứ 39 tôi hiến máu. Thì trong đó thì có một số lần là hiến tập trung, cũng có là hiến đột xuất để mà cứu người trực tiếp. Thì bản thân thì cũng thường xuyên là kêu gọi mọi người, và người thân, bạn bè, đồng nghiệp tham gia hiến máu. Vì đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Trong đợt dịch COVID này, thì các câu lạc bộ đội nhóm đã vận động rất là nhiều tình nguyện viên xuống trực tiếp tại bệnh viện. Họ không quản ngại đường xá hay sâu và dịch COVID. Họ tham gia hiến máu rất là nhiệt tình. Nhân ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6, cũng cảm ơn các anh chị em là tình nguyện viên của các câu lạc bộ đội nhóm đã tích cực tham gia hiến máu trong thời gian vừa qua. Có thể nói, đóng góp vào kết quả chung của phong trào hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng phải kể đến những tấm gương tiêu biểu xuất sắc tham gia hiến máu nhiều lần. Trong đó có những người đã hiến máu từ 50-60 lần trở lên. Những người hiến nhóm máu hiếm. Giữ cho mình một trái tim khỏe mạnh để có thể giữ nhịp độ hiến máu thường xuyên, đó cũng là cách mà mỗi chúng ta có thể đóng góp cho nhịp đập trái tim của người bệnh để nối dài thêm những cuộc đời.